Xin chào 90 triệu anh em, mình là Eric, chủ nhân của chiếc channel Hỏi Dân IT. Trong video lần trước, mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã cùng nhau cài đặt cái công cụ để chúng ta có thể generate code, một cái công cụ mà sau này các bạn đi làm ấy, nếu như là may mắn các bạn sẽ gặp phải nó nha. Thì ở đây thì mình đã cài đặt xong cái thằng JHipster rồi. Thì hôm nay trong video này, mình sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ gọi là làm một cái điều mà các bạn gọi là tưởng rằng là lâu nay chúng ta phải làm hì hục ấy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ dùng công cụ để generate code nha. Thì ở đây thì mình sẽ giúp các bạn tạo một cái ứng dụng về phía frontend của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng thằng React nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng React với TypeScript nha. Chúng ta không thể dùng được với thằng JavaScript, với thằng React đâu các bạn. Mặc định nó sẽ yêu cầu các bạn dùng TypeScript nha. Bắt buộc các bạn phải biết về TypeScript. Và thứ hai, về phía backend của chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta có no choice. Chúng ta bắt buộc phải dùng cái thằng Java nha các bạn. Thì đây gọi là hai cái điều các bạn yêu cầu mình dạy các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn gọi là công cụ các bạn sẽ học ở đâu nha. Thì trước khi bắt đầu video này, mình sẽ demo qua thành quả các bạn sẽ đạt được nha. Khi kết thúc video này, các bạn sẽ lên được một cái giao diện như thế này. Các bạn yên tâm rằng là nó đã code hết cho các bạn rồi. Các bạn không phải code một cái gì đâu. Cái này là nó generate code cho các bạn. Các bạn thấy rằng là nó hỗ trợ chúng ta tiếng Anh, tiếng Việt, chúng ta chuyển đổi qua lại này. Cũng như rằng là ở đây ấy, nó sẽ đang trống cái entity nha các bạn. Tuy nhiên rằng là các bạn, ví dụ các bạn vào giao diện như thế này, các bạn thấy rằng là nó đã tạo sẵn user cho các bạn này. Các bạn có thể view này. Đấy, các bạn thấy rằng nó làm hết cho các bạn rồi. Các bạn có thể edit này, các bạn có thể edit ở đây này. Các bạn có thể delete luôn, các bạn thấy rằng là nó có thể delete luôn. Ngoài ra thì nó có thể refresh lại cái load này, cái list này, cũng như rằng là các bạn có thể thêm mới user. Là nó đã làm hết cho các bạn rồi nha. Thì đây gọi là lý do tại sao chúng ta dùng công cụ nha các bạn. Các bạn có thể chuyển qua tiếng Việt. Thì mọi thứ thì các bạn muốn gọi là các bạn muốn cài đặt này, chúng ta mật khẩu này, chúng ta có mật khẩu hay là đăng xuất, mọi thứ nó đã làm hết cho các bạn rồi, hỗ trợ các bạn từ A đến Z rồi. Thì trong video này, mục tiêu của chúng ta để chính rằng là chúng ta sẽ cần phải cài đặt, cũng như rằng là không phải cài đặt nữa mà chúng ta sẽ gọi là tạo nên được một cái ứng dụng website mà các bạn không phải code nha. Thì đây chính là cái mục tiêu cuối cùng, cũng như rằng là kết quả các bạn sẽ đạt được khi kết thúc cái video này nha. Rồi. Thì sau khi mà các bạn đã cài đặt được nó thành công rồi thì để bắt đầu các bạn sẽ gõ cho mình cái keyword là JHipster thôi nha. Các bạn lưu ý cho mình một điều rằng là đến bước này các bạn sẽ cần phải đảm bảo cho mình rằng là các bạn cài đặt cái JHipster version là 7.1.0, các bạn cài đặt Java version 11, các bạn cài đặt Node.js version 14.7, 14 bao nhiêu đấy, hôm trước mình có hướng dẫn các bạn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành các bạn này. Thì điều đầu tiên các bạn thì có một cái vấn đề, đấy chính là các bạn sẽ cần phải xác định được rằng là các bạn muốn tạo code của các bạn ở đâu, đúng không? Thì ở đây thì mình đã tạo sẵn một cái thư mục rồi, các bạn thấy rằng là mình đã đặt tên là to do app. Thì các bạn sẽ mở cái thư mục mà nơi mà các bạn muốn chứa code của dự án của các bạn sẽ mở lên nha. Sau khi mà các bạn đã mở lên đấy thì trên Windows thì mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ mở nhanh cái CMD tại thư mục này này, chúng ta sẽ command line prompt ấy. Thì mình sẽ gõ vào đây và các bạn sẽ gõ cho mình chữ CMD, các bạn enter. Đấy, rồi. Các bạn thấy rằng là nó đã mở tại chính xác cái thư mục to do app của mình chưa? Ok con dê. Sau khi mà các bạn đã mở được như thế này rồi, các bạn sẽ gõ cho mình keyword là JHipster thôi. Đấy. JHipster như các bạn đây, JHipster. Rồi. JHipster, rồi. Thì lý do các bạn có thể gõ được câu lệnh này ấy, bởi vì rằng là chúng ta cài đặt công cụ này các bạn này, khi mà các bạn cài đặt công cụ này thì nó hỗ trợ các bạn câu lệnh là JHipster. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta gõ như thế này. Thì bây giờ mới đến phần hay các bạn này. Đây này, bây giờ mới đến một cái công cụ mà nó hỏi chúng ta cài đặt app này. Các bạn phải lưu ý một điều rằng là công cụ này nó tuyệt vời, bởi vì rằng là nó hỗ trợ các bạn. Thứ nhất, các bạn có thể tạo ra một cái ứng dụng bình thường này, các bạn có thể tạo ra một cái gateway, các bạn có thể tạo ra cái mô hình Microservice, các bạn có thể gọi là tự mày mò nhá. Ở đây thì mình chỉ dùng cái đầu tiên thôi, tức rằng là mình tạo một cái simple project là có rất nhiều cái để cho các bạn khám phá nhá. Ở đây thì mình không thể gọi là sức mình có giới hạn. Thành ra rằng là khi mà các bạn đã theo con đường này, các bạn sẽ cần phải biết rằng là chúng ta phải đứng trên đôi chân của các bạn nha. Còn mình ấy, như mình đã chia sẻ rồi, lần trước thì mình chỉ có 2 tuần để học cái này thôi đấy các bạn. Không có nhiều đâu, đi làm chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Rồi, mình sẽ nhấn vào đây nha các bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng là tiền nhiều ấy, tiền nhiều mà nói cho các bạn ngồi chơi, không có chuyện đấy đâu. Các bạn tự bơi thôi, vấn đề rằng là các bạn bơi được bao xa. Rồi, mình sẽ chọn cái đầu tiên, các bạn sẽ nhấn Enter nha. Rồi. Sau khi mà các bạn nhấn Enter ấy, nó sẽ hỏi các bạn rằng là tên ứng dụng của chúng ta đặt là gì. Thì mình sẽ để mặc định nha các bạn, mặc định thì nó sẽ lấy cái tên mà nơi thư mục các bạn cài đặt ấy. Thì mặc định mình sẽ để là to do app nha các bạn, mình sẽ để như thế này, mình nhấn Enter này. Đấy, Enter một cái xem nào, đấy. Sau đấy thì nó nói rằng là thú thật với các bạn, mình cũng mới học thằng Spring thôi, mình cũng méo biết rằng là cái Spring Reactive là cái gì. Thành ra rằng ở đây mình chọn N nha, bạn nào biết thì các bạn cái chọn Y nha, còn mình là N. Bởi vì rằng là một công cụ mà mình chưa học ấy, thành ra rằng là nếu mình cài đặt thì mình cũng không biết dùng. Đây chính là lý do tại sao mà thằng Java mình không thể chém gió được sâu. Rồi, mình sẽ chọn là N và mình Enter các bạn này. Tiếp theo nữa rằng là nó hỏi chúng ta rằng là default cái package name của các bạn là gì.
thì mình sẽ để mặc định rằng là com.mycompany.myapp nha. Các bạn có thể đổi tên tùy thích, là các bạn ví dụ như rằng là ví dụ của mình rằng là eric.hoisonit.app chẳng hạn thì mình để như vậy cũng được. Còn không thì các bạn để như thế nào là tùy các bạn nha. Ví dụ mình đi làm vậy thì nó sẽ ghi là com này .vn gọi là Techcombank, thì ví dụ mình đi làm thì mình phải ghi như vậy các bạn chứ không phải là chuyện đùa đâu. Rồi, mình enter nha. Đấy. Sau khi mà enter ấy, bây giờ mà đến chuyện hay các bạn này, nhiều bạn hỏi mình về cái JWT nha. JWT các bạn dùng với thằng React ấy, thì hiện tại thì trên cái Udemy thì mình mới làm được gọi là mình mới làm được khoảng 40 cái video thôi các bạn, được khoảng 15 giờ video rồi. Mình mới làm, mình đang dừng tại ở chương 6 nha. Mình dự định rằng là nó có 3, 6, 8 chương. Thì JWT là một cái chương gọi là chúng ta làm ở mức basic ấy. Thì nó nằm ở đây các bạn này và mình chưa làm đến. Còn khi các bạn làm ở đây các bạn phải hiểu rằng là mình mặc định các bạn đã có kiến thức cơ bản rồi. Bởi vì rằng là nó viết Java với Java nó hoàn toàn khác. Nhưng các bạn phải hiểu những cái class abstract của thằng Java ấy, nó là tầng chìm. Thành ra rằng là nó sẽ hơi thốn đấy. Mình chỉ bật mí hơi thốn một chút thôi. Còn thốn như thế nào rằng là các bạn sẽ cần phải tự đọc nha. Ở đây thì sau này các bạn đi làm vậy chúng ta có một cái để chính là single sign-on. Thì chúng ta hay dùng cái thằng O2 đây các bạn này. Tuy nhiên rằng ấy thì mình sẽ gọi là chúng ta sẽ dùng cái stateless with a token nha, tức rằng là chúng ta sẽ dùng thằng đầu tiên JWT. Các bạn có thể dùng cái thằng session nếu như rằng là các bạn không muốn gọi là cái thứ ba các bạn dùng ấy giống hệt như rằng là các bạn dùng thằng Node.js ấy, tức rằng là server side là thằng Node.js còn phía backend là phía Java 2 trong 1, thì ở đây thì các bạn có thể chọn thằng thứ ba cũng được, tùy các bạn nha. Các bạn muốn biết nó khác nhau như thế nào ấy, thì mình khuyên chân thành các bạn chứ tạo càng nhiều project càng tốt, các bạn chứ test thử là biết liền. Ở đây thì mình sẽ chọn cái JWT, các bạn mình sẽ enter này, đấy. Sau đấy thì đây này, đây mới đến phần hay các bạn này, các bạn sẽ để ý cho mình nha. Người ta chứ dạy các bạn học Mongo ấy, các bạn sẽ thấy rằng là đây này. Đi làm ấy, nếu mà các bạn học SQL, các bạn sẽ thấy rằng là nó có gọi là S2 này, chúng ta có thằng Postgres này, chúng ta có MySQL này, chúng ta có MariaDB này, chúng ta có Oracle này, chúng ta có Microsoft Server ấy. Ngoài ra chúng ta có thằng MongoDB này, các bạn thấy rằng là ngoài cái MongoDB, các bạn hay thấy các channel khác nó dạy ở mầm ấy, các bạn thấy rằng đi làm ấy này. Mình cái thằng MySQL các bạn thấy rằng là có bao nhiêu cái phải chọn này các bạn này. Các bạn đừng có nghĩ rằng là MySQL nó kém. Tuy nhiên rằng là thằng Oracle và thằng Postgres ấy, lên Amazon Service ấy, tức rằng là chạy trên S3 của Amazon nó cực kỳ ngon. Đấy chính là lý do tại sao mà nhiều công ty nó thích lắm. Cũng như rằng là cái thằng Java đấy các bạn, thì các bạn dùng với Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng, thì bắt buộc các bạn dùng cái thằng này thì mới có lộ thế này. Còn các bạn dùng cái thằng với thằng gì nhỉ, chúng ta dùng cái với thằng Mongo thì nó hơi chậm ấy. Đấy là sự thật đấy các bạn. Thằng Mongo ấy nó muốn sự mềm dẻo, nó không có đối tượng mà, đúng không các bạn? Các bạn muốn lưu như thế nào là quyền của các bạn, thì dùng với Java nó không hợp đâu. Tuy nhiên cái framework này, cái công cụ này nó hỗ trợ các bạn rồi. Thì trong cái phạm vi của cái gọi là cái series của chúng ta thì mình sẽ chọn MySQL cho nó đơn giản nha các bạn. Nhiều bạn biết cũng như rằng chúng ta không phải học thêm thì mình sẽ chọn cái này SQL nha các bạn. Rồi mình sẽ enter. Bây giờ thì nó sẽ hỏi mình dùng cái gì. Khi đi làm trên cái ngân hàng này các bạn thì mình dùng Postgres và Oracle. Còn ở đây thì mình sẽ chọn MySQL cho nó thuần túy nha. Những cái thằng này thì nó đều là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, nó giống hệ nhau thôi các bạn. Rồi, mình sẽ chọn MySQL này. Đấy, nó sẽ hỏi mình rằng là ở chế độ gọi là development các bạn này. Đây này, cái đầu tiên là loại database này. Trên môi trường production thì mình dùng MySQL, và ở cái chế độ development thì mình cũng dùng MySQL luôn nha các bạn nha. Mình sẽ dùng MySQL. Đấy, rồi. Sau đấy nó sẽ hỏi mình rằng là cái loại cache, caching data, tức rằng là các bạn hay đọc trong tiếng Việt là cache đấy các bạn, tức rằng là các bạn muốn lưu dữ liệu của người dùng như thế nào. Thì thông thường ấy, nhiều công ty thì nó chọn Redis, còn ở đây thì mình sẽ chọn no caching nha các bạn, tức rằng là chúng ta không có cái phần này luôn trong ứng dụng của chúng ta. Đấy, cho nó đơn giản nha. Các bạn chọn mà các bạn không biết dùng ấy thì vô ích. Đấy chính là lý do tại sao mình không chọn, mình sẽ chọn no cache. Rồi, sau đấy thì mặc định thì mình sẽ dùng cái công cụ để gọi là cài đặt Java của chúng ta là Maven nha các bạn, mình sẽ chọn là Maven, enter này. Đấy. Tiếp theo nữa rằng là nó nói rằng là có sử dụng thằng này để scale cho app không, tức rằng mình sẽ để là no cho các bạn. Các bạn chọn y ấy, nó lại ra thêm một vài cái nữa, rất chỉ là vui. Mình sẽ chọn là no, tức là chúng ta chọn symbol thôi. Rồi, tiếp theo nữa rằng là nó sẽ hỏi các bạn này, các bạn sẽ gọi là có muốn sử dụng các technology nào không. Ví dụ các bạn dùng Elasticsearch này, các bạn dùng WebSocket, các bạn dùng Apache KFI, các bạn dùng API First này. Thì mình sẽ chọn cái cuối cùng nha các bạn, đây này. Các bạn sẽ di chuột cái gọi là dấu mũi tên, cái dấu arrow lên xuống ấy, chúng ta sẽ chọn nó và các bạn sẽ nhấn phím cách để cho nó chọn này. Đấy, nhấn phím cách để cho nó chọn, mình sẽ chọn thằng cuối cùng thôi. Chúng ta sẽ viết cái mô hình gọi là microservice, tức rằng là client nó sẽ dùng RESTful API gọi là server. Đây chính là lý do tại sao chúng ta dùng cái gọi là API first nha các bạn. Rồi, mình sẽ chọn cái này, enter. Đây này, lời mình nói đấy các bạn, tức rằng là chúng ta sẽ chọn client nào, Angular, React hay là Vue, hay rằng no client, no client, tức rằng là các bạn chỉ dùng Java thuần thôi. Còn khi mà các bạn chọn client thì nó sẽ generate client cho các bạn.
Thì có một câu chuyện thú vị như thế này, đấy chính rằng là nếu các bạn học FPT ấy, thì trường FPT nó đào tạo các bạn về cái này nha, tức rằng là nó sẽ mặc định backend của các bạn là Java và phía frontend của các bạn là Angular, nhưng các bạn thì đa phần các bạn FPT sẽ học là vậy. Thì ở đây thì mình sẽ chọn React nha, bởi vì cá nhân mình là một đứa mình khá chỉ là mềm dẻo. Ví dụ về backend mình có thể làm về PHP, mình làm về Java và mình làm về Node.js. Ở đây thì về phía frontend mình thêm về React, thành ra mình sẽ chọn React cho các bạn. Rồi, mình sẽ dùng dấu mũi tên đánh xuống và mình nhấn Enter nha các bạn. Đấy, rồi. Tiếp theo nữa rằng là nó sẽ hỏi các bạn rằng là các bạn có muốn generate cái thằng admin UI không? Thì bây giờ thì mình chỉ chọn Y đi để cho nó generate ra cái gì thì chúng ta sẽ biết cái vậy các bạn. Mình sẽ cho nó gọi là generate UI. Enter. Tiếp theo. Nó sẽ hỏi chúng ta rằng là chúng ta sẽ chọn theme nào cho ứng dụng của chúng ta, thì mình sẽ để cái theme mặc định nha các bạn, tức rằng là giao diện mặc định ấy. Các bạn có thể chọn theme ở đây. Ngoài ra thì các bạn muốn biết thêm, các bạn sẽ copy cái đường link này và các bạn Google nha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ chọn mặc định Enter. Tiếp theo nữa rằng là ở đây thì mình sẽ move up, rồi đây mình sẽ enter phát xem nào. Rồi. Tiếp theo nữa rằng là nó hỏi các bạn rằng liệu rằng các bạn có muốn sử dụng national, cái gọi là nationalization, tức rằng là các bạn có muốn sử dụng đa ngôn ngữ cho ứng dụng của các bạn không. Các bạn thấy rằng là nó làm cho các bạn tận răng luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn Y như các bạn để cho chúng ta solo gọi là Vietnamese và English rồi nha. Y. Rồi, Y. Tiếp theo nữa rằng là nó nói rằng là native language của mình thì mình sẽ chọn là English nha các bạn. Các bạn biết tại sao mà chúng ta chọn English là native language không? Bởi vì rằng là code của chúng ta generate bằng tiếng Anh, còn cái tiếng Việt thì là cái translate code thôi. Đấy chính là lý do tại sao mình chọn là English là cái ngôn ngữ đầu tiên. Đấy, mình sẽ enter nha. Tiếp theo nữa rằng là nó nói rằng là chúng ta chọn một cái ngôn ngữ nữa để cho nó cài đặt. Các bạn lưu ý cho mình rằng là tiếng Việt của chúng ta là chữ V đúng không? Còn cái bảng chữ cái này nó gọi là xếp theo alphabet thì các bạn sẽ dùng dấu mũi tên đánh lên. Chúng ta sẽ tìm từ từ dưới tìm lên như các bạn. Đấy, Vietnamese của chúng ta ngay tại đây. Nếu như rằng là các bạn dùng mũi tên đánh xuống ấy thì chúng ta phải gọi là doanh ngoan cách mạng. Các bạn phải đi đếm chữ đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là Vietnamese. Các bạn sẽ chọn dấu cách nha. Dấu cách cho nó chọn và enter. Đấy. Các bạn thấy rằng ở đây thì ngoài các bạn lưu ý rằng là công cụ này tại sao bọn công ty nó thích, bởi vì rằng là nó đã viết testing sẵn cho các bạn rồi, các function các bạn phải viết test nha. Rồi, các bạn sẽ nhấn dấu cách để cho nó chọn cái đầu tiên thôi. Thú thật với các bạn, những cái đống sheet này mình cũng chẳng biết là cái gì đâu. Đấy, rồi, enter. Nó nói rằng là chúng ta có muốn cài đặt thêm những cái công cụ khác từ cái market của thằng này không. Mình sẽ chọn N nha các bạn, chúng ta chỉ cài đặt một cái thôi, cài đặt nhiều không sử dụng cũng bằng thừa. Enter. Rồi. Thì bây giờ mà đến đoạn magic xảy ra các bạn này, các bạn sẽ để ý rằng là nó sẽ generate code của các bạn đây này. Các bạn thấy rằng cái đống sheet gì đây, nó generate hết về Java, về phía frontend cho các bạn, nó generate hết cho các bạn luôn. Đây, nó sẽ tạo hết cho các bạn và sau đấy nó sẽ tự động chạy câu lệnh là npm, gọi là npm install để cài đặt các bạn này. Các bạn sẽ để ý cho mình này, mình sẽ mở lại cái thư mục nha, các bạn sẽ để ý cho mình này, đây này. Ôi giời ơi, các bạn thấy rằng là đây là thực tế các bạn đi làm này, nó tạo cho các bạn một cái đống sheet như thế này này. Và các bạn sẽ cần phải control, cũng như rằng là các bạn sẽ cần phải hiểu nó hoạt động như thế nào. Dĩ nhiên rằng là các bạn sẽ không cần phải hiểu hết từ A đến Z, từ file 1 làm cái gì đâu. Tuy nhiên rằng chúng ta sẽ cần phải biết rằng là nó hoạt động như thế nào. Khi chúng ta cần sửa là chúng ta sẽ cần vào đâu sửa nha các bạn. Thì các bạn thấy rằng là một khi các bạn ăn sẵn ấy, thì các bạn sẽ cần như thế này. Bạn nào mà đến đây mà thấy sợ tai hoảng thì các bạn có thể gọi là yên tâm rằng là trong tương lai thì trên Udemy của mình thì mình sẽ cập nhật thêm nhiều khóa học và các bạn yên tâm rằng là mình sẽ dạy các bạn từ đầu nha. Ví dụ như cái khóa mình đang làm ở đây chẳng hạn thì mình đã có một cái, chúng ta sẽ cần phải viết một cái server Node.js từ đầu các bạn này, mình cũng viết lại server Node.js này. Sau đấy thì mình đã dạy các bạn về thiết kế database này. Các bạn yên tâm rằng là khi các bạn dùng cái thằng này nó design database luôn cho các bạn cơ. Cái thằng công cụ này này nó design sẵn cho các bạn rồi đấy. Cái phần mà phân quyền người dùng ấy, cái phần mình khóa học mình dạy các bạn ở đây thì cái thằng này nó cũng phân quyền người dùng rồi. Tuy nhiên rằng là nó phân quyền các bạn vẫn phải sửa nha, tức rằng là nó là một cái form chung thôi, chúng ta sẽ cần phải customize phụ thuộc vào cái yêu cầu của chúng ta. Thì đây chỉ là một vài cái bật mí về cái khóa học sắp tới của mình thôi. Thì sẽ quay lại đây, các bạn thấy rằng là sau khi mà các bạn đã gọi là sau khi mà các bạn đã thấy rằng là nó generate code của các bạn thành công ấy, các bạn sẽ cần phải chờ nha. Quá trình này mình nghĩ rằng là nó mất khoảng 5 phút đấy, bởi vì rằng là nó sẽ cần phải cài đặt cái gọi là npm install. Thằng này thì nó dùng khá chi là nhiều package. Bạn nào muốn quan tâm những cái package nó dùng như thế nào ấy, các bạn sẽ mở lại cái file cho mình. Chúng ta sẽ vào đây và các bạn sẽ mở cho mình cái file đấy, chính là package.json các bạn này. Các bạn sẽ mở đây, các bạn mở đây. Các bạn thấy rằng đây chính là những câu lệnh nó mở và đây chính là những cái dependency nó cài đặt sẵn cho các bạn rồi này. Đây này, các bạn thấy rằng là khá nhiều cái thư viện chúng ta dùng. Đây chính là lý do tại sao mà nó cái thời gian này, các bạn thấy rằng các bạn sẽ cần phải chờ nha. Thì mình sẽ tạm dừng video một chút để mình chờ cho nó cài đặt cho các bạn. Các bạn chứ đến đây và chúng ta sẽ gọi là chờ đợi và chuẩn bị tinh thần, gọi là chuẩn bị sẵn tinh thần để enjoy nha các bạn. Ở đây thì cái thằng JHipster của mình nó cài đặt gần xong rồi nha các bạn. Thì trong lúc mà chờ cho nó cài đặt hoàn thiện 100% ấy, thì mình sẽ đi nói một chút về cái IDE, tức rằng là cái trình mà chúng ta sẽ dùng để code nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ không cài đặt thằng Eclipse, mình cũng không cài đặt cái thằng IntelliJ, hay rằng là mình cũng không dùng cái
NetBean hay rằng là những cái công cụ bạn hay dùng, mình sẽ dùng luôn cái thằng VS Code nha, tức rằng là chúng ta sẽ chơi về cái thằng JavaScript. Thì ở đây thì mình sẽ mở sẵn cái thằng VS Code của mình lên và mình sẽ như thế này, mình sẽ chọn một cái new window. Rồi thì mình sẽ cho nó như thế này. Thì có một điều rằng là các bạn sẽ chờ mình xíu nha, bởi vì rằng là mình sẽ cần phải cancel cái con này của mình lại. Nó đang chạy trên cổng 8080, nó bị trùng port, thành ra rằng mình cancel con này lại. Rồi. Bình thường thì các bạn sẽ mở cái thằng VS Code lên thì nó sẽ như thế này. Bạn nào mà chưa biết về cách cài đặt thằng VS Code thì các bạn có thể gọi là comment ở dưới video, mình sẽ gửi cho các bạn đường link video để xem nha. Rồi. Thì khi mà các bạn cài đặt thằng VS Code ấy thì để cho gọi là trước tiên thì mình sẽ mở cái project của chúng ta nha các bạn. Mình sẽ tìm đến Vietnamese của mình, đây chính là cái JHipster. Rồi, mình sẽ mở thằng Todo app lên các bạn này. Thì bình thường thì các bạn mặc định thì thằng VS Code nó không hỗ trợ các bạn code Java đâu, nó chỉ hỗ trợ các bạn về thằng JavaScript, thì bắt buộc các bạn sẽ cài đặt thêm các extension nha. Ở đây thì các bạn biết tại sao mà nó xanh lè như thế này không? Bởi vì rằng là mặc định nó generate một cái thư mục Git cho các bạn, thành ra rằng là nó xanh lè như thế này. Thì đối với thằng extension này, các bạn sẽ cài đặt như thế này cho mình này. Các bạn sẽ nhìn những cái extension mình cài đặt nha. Mình sẽ tắt cái thằng recommendation lại. Thứ nhất rằng là các bạn sẽ cài đặt cho mình cái debugger for Java này. Các bạn sẽ cài đặt thằng này này để chúng ta có thể debug này. Ngoài ra thì chính xác thì các bạn sẽ cài đặt cho mình cái pack này, extension pack for Java, thì nó sẽ mặc định cài đặt những cái gói này cho các bạn này, test Java này, Maven for Java, debugger for Java, language support for Java. Các bạn chỉ cần cài đặt chính xác cái tên gọi là extension pack, tức rằng là một gói extension này, các bạn cài đặt cho mình cái này. Đây là cái đầu tiên nha các bạn sẽ cài đặt cái này những 11 triệu lượt tải, các bạn thấy rằng nó hùng hậu như vậy mà. Thứ hai, các bạn sẽ cài đặt cái thằng JHipster GDL, các bạn cài đặt luôn thằng này nha, các bạn sẽ gọi chính xác thằng này. Thứ ba, các bạn sẽ cài đặt cho mình một cái, đây chính rằng là các bạn sẽ cài đặt cho mình đây chính rằng là cái đây này, Spring Boot Extension Pack. Thì khi mà các bạn cài đặt thằng này, nó sẽ cài đặt cho các bạn Spring Boot Dashboard này, Spring Boot 2 này, Spring Init, cái từ init đấy các bạn, tuy nhiên là mình quên mất cách đọc rồi, thì các bạn cài đặt thằng này nha. Đấy, các bạn thấy rằng đây chính là tất cả những cái gọi là extension trên máy tính của mình. Nếu như rằng là sau khi mà các bạn cài đặt xong ấy, các bạn thấy rằng là nó short cái nào ấy, thì các bạn chủ động cài đặt thêm nha. Đấy, các bạn thấy rằng là đây chính là những cái extension trên máy tính của mình thôi. Các bạn có thể dừng video để các bạn có thể nhìn tên. Các bạn cài đặt xong mà các bạn thấy short thì các bạn chưa cài đặt thêm. Thoải mái như các bạn thì mình chỉ cài đặt như vậy thôi. Việc các bạn dùng cái patch như thế này này thì nó sẽ cài đặt những cái extension con ấy, thì nó khá là tiện. Thì đấy chính là lý do tại sao mình gọi là cài đặt cái thằng patch như thế này. Thì khi mà các bạn cài đặt thằng này ấy, thì mặc định này, này các bạn để ý cho mình rằng là mặc định khi các bạn vào project của các bạn ấy, nó sẽ thêm một cái tab để chính rằng là Spring Boot Dashboard đây này. Chúng ta sẽ có một cái như thế này, tức rằng là tí nữa các bạn sẽ có cái nút start hay là nút stop để các bạn có thể chạy được ứng dụng nha, giống hệt như các bạn dùng Eclipse thôi. Thì đấy chính là lý do tại sao mình cài đặt cái này. Các bạn có thể để ý thấy rằng là chúng ta có một cái đang chạy chạy như thế này các bạn này. Đây này, các bạn thấy rằng một cái đường màu xanh đang chạy, tức rằng là khi mà các bạn mới mở cái dự án lên thì các bạn sẽ chờ một xíu để cho nó nạp cái dự án của chúng ta nha. Rồi. Right. Thì ở đây mình sẽ mở luôn cái terminal đây. Các bạn thấy rằng là cái terminal của chúng ta nó đang chạy này. Lần đầu tiên chạy thì bao giờ nó cũng nặng như vậy đấy. Các bạn sẽ cần phải kiên nhẫn một chút để cho nó chạy nha. Đây này, các bạn sẽ chờ đợi một xíu nha. Bởi vì rằng là ngay cả cái gọi là cái terminal của chúng ta, mình sẽ nhấn enter, enter, enter. Các bạn thấy rằng là terminal của chúng ta nó cài đặt chưa được các bạn, tức rằng là cái version 7.1 đấy. Nó có một cái package hình như rằng là bây giờ nó đang bị lỗi hay sao ấy, mình cũng không rõ rằng là cái version này thì tại sao mà nó cài đặt lâu thế không biết. Thì mình sẽ chờ đợi một xíu nha các bạn, để xem rằng là nó có cái gì nha. Thì chúng ta sẽ chờ đợi một xíu nha. Thì trong lúc nó cài đặt ấy, thì mình sẽ quay lại cái gọi là document của thằng JHipster nha các bạn. Các bạn sẽ nhìn cho mình này. Thì mình sẽ quay lại đây. Thì thằng JHipster các bạn thấy rằng là sau khi mà chúng ta đã cài đặt rồi, thì chúng ta có một cái nó có một cái running mà. Thì JHipster này, đây này, chúng ta tạo app xong các bạn này. Sau đấy thì chúng ta sẽ cái lúc nãy thì chúng ta đã gọi là dùng câu lệnh JHipster để chúng ta có thể chạy này. Sau đấy nữa thì sau này thì mỗi một lần mà các bạn muốn cái gì nhỉ? Các bạn muốn tạo model ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thằng đấy chính là JDL, JDL đây các bạn này, chính là một cái công cụ các bạn sẽ cần phải làm cái thằng này. Thì đây là cái phần mở rộng thêm thôi. Thì tại sao mà cái của mình nó lại đứng ở đây rồi nhỉ? Thì các bạn sẽ chờ một xíu nha, để cho nó gọi là mình sẽ gọi là pause part 2 cho các bạn, part 2 ấy, để cho chúng ta chờ được cái này cài đặt xong nha. Ơn rồi rằng là sau khoảng thời gian, chắc mình nghĩ rằng là khoảng 10 đến 15 phút thì chẳng hiểu sao mà mình cài đặt chậm đến vậy. Thì cuối cùng thì sau khi mà nó cài đặt thành công đấy các bạn thấy rằng là để chạy cái ứng dụng của chúng ta ấy, tức rằng là nó sẽ có hai chế độ, một cái là backend thì các bạn sẽ dùng cho mình câu lệnh gọi là Maven đấy các bạn này.
hoặc là nếu mà các bạn dùng cái chúng ta muốn chạy cái phần thằng React của chúng ta lên thì chúng ta sẽ gõ câu lệnh là npm start nha các bạn. Thì ở đây thì chúng ta không nhất thiết phải chạy câu lệnh này đâu, chúng ta sẽ chạy trực tiếp bên trong thằng terminal này thôi. Còn ở đây thì mình sẽ dùng câu lệnh là npm start nha các bạn để chạy cái gọi là phía phía front end của chúng ta lên các bạn này. Chúng ta sẽ chạy câu lệnh này. Sau đấy thì các bạn sẽ cần phải chạy cái ứng dụng của chúng ta, các bạn nhấn vào cái hình mũi tên đấy thì nó sẽ tự động chạy cho các bạn thôi. Đấy, các bạn thấy rằng là nó đang cố chạy này. Thì có một điều lưu ý các bạn này, có một điều lưu ý đấy chính là bình thường ấy các bạn sẽ cần phải chạy con này, các bạn có thể nhớ rằng là chúng ta chạy bằng MySQL không? Thì ở đây thì mình sẽ mở sẵn MySQL của mình lên rồi nha các bạn, cái gọi là mình sẽ dùng PHP MyAdmin cho nó nhanh. Đây, mình sẽ mở sẵn cái hệ cơ sở dữ liệu của mình. Thì ở đây thì mình sẽ mở sẵn và các bạn sẽ để ý cho mình này. Nó khá chi là vui các bạn, tức rằng là chúng ta sẽ cần bình thường các bạn sẽ cần phải định nghĩa cái chúng ta sẽ cần phải định nghĩa cái tên database cho nó đúng không các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại đây, các bạn thấy rằng là ứng dụng của chúng ta nó đang cố gắng chạy này, đây này, nó đang cố gắng chạy và nó đã có một cái đấy chính rằng là chúng ta đã chạy trên cổng 8080 nha các bạn. Và các bạn sẽ chờ một xíu nha, các bạn thấy rằng là chúng ta bị một cái lỗi đấy chính rằng là chúng ta không thể load cái thằng webpack các bạn này. Thì cái lỗi này thì đây là lỗi của thư viện này thì chúng ta sẽ sửa một xíu nha các bạn. Đấy chính là các bạn sẽ sửa cho mình một vài cái này. Thì các bạn sẽ mở cái file package.json lên cho mình. Chúng ta sẽ cần phải sửa cái thằng npm nha. Đây này. Mình méo hiểu cái này là do thằng thằng webpack đấy các bạn chứ không phải là do cái framework này đâu. Đấy chính là chúng ta sẽ cần phải sửa cái webpack CLI, các bạn sẽ cho mình là 4.9.1 nha. Chúng ta sẽ cần phải nâng version của nó 4.9.1 đấy. Thì mình sẽ sửa thằng webpack CLI lên thành 4.9.1. Thì sau khi mà các bạn sửa như thế này, các bạn sẽ gõ cho mình câu lệnh là npm install nha. Chúng ta sẽ cài đặt lại npm i thôi, các bạn sẽ cài đặt như thế này. Thì khi mà các bạn cài đặt như thế này, các bạn yên tâm rằng là thằng npm nó cũng thông minh phết đấy. Tức rằng là nó chỉ cài đặt cái những cái thư viện mà các bạn thay đổi thôi, nó không cài đặt tất cả lại cái đống sheet này đâu. Thành ra rằng là các bạn sẽ chịu khó chờ một xíu thôi. Thì cái này nó lại đứng con mợ nó rồi. Thì ở đây thì mình sẽ nhấn enter một vài cái xem nào. Nhưng mà mình cam kết với các bạn rằng lần này mình sẽ chờ nó luôn, mình không gọi là dừng video nữa đâu. Bởi vì rằng là nó cài đặt khá chỉ là lâu đúng không các bạn, thì thằng này nó đã xong rồi. Thì nếu như mà chúng ta không chạy được câu lệnh đấy thì chúng ta chưa chạy được cái gọi là phía frontend của chúng ta lên đâu. Thì bây giờ thì mình sẽ mở DB lên nha các bạn nha. Mình sẽ mở cái thằng DB của chúng ta lên này, mình sẽ cần phải mở thằng DB của chúng ta lên. Và các bạn để ý cho mình rằng là nó có một cái đấy chính là My App các bạn này. Các bạn sẽ mở cho mình cái My App. Ở đây không phải là My App của chúng ta, rằng là chúng ta là cái gì nhỉ? Chúng ta tại vì To Do App à? Chúng ta có không? Thì mình đoán rằng là cái này nó không có. Ở đây thì mình sẽ cần phải chuyển ngôn ngữ nha các bạn. Mình sẽ vào cái trang chủ PHP MyAdmin và mình sẽ chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh nha. Mình nhìn tiếng Việt mình nhìn không quen, nhìn nó đớ quá các bạn. Đây rồi, đấy rồi. English của chúng ta. Thì mình sẽ To Do App này. Mình sẽ cho nó một cái không biết rằng là ứng dụng của chúng ta là tên là gì nhỉ? Thì không có, nó không có một cái đấy chính là created us nhỉ. Mình sẽ nhấn vào cái này xem nào. Xem đúng là ngày 26 tháng 1 xem không? Nếu mà đúng là ngày 26 tháng 1 đấy. À rồi. Thì đúng chính xác rằng là mặc định đấy các bạn. Nếu như rằng là các bạn chưa tạo database thì nó sẽ lấy một cái database đấy các bạn này, to do app đấy các bạn này, nó sẽ tạo database cho các bạn. Các bạn muốn tự tạo tên database của các bạn đấy thì bên trong này các bạn này, các bạn sẽ mở cho mình cái thư mục src nha. Chúng ta sẽ mở thư mục main này. Đấy, chúng ta sẽ mở thư mục cái gọi là resources. Rồi, các bạn sẽ cho mình một cái là config nha. Các bạn sẽ lưu ý một điều này, bình thường ấy nó sẽ chia theo môi trường. Môi trường gọi là chúng ta sẽ config SSL này, các bạn config môi trường dev và môi trường production này. Ngoài ra rằng là cái file này gọi là những cái cấu hình chung thì chúng ta sẽ ném vào đây. Thì khi mà các bạn muốn sửa database ấy, các bạn sẽ mở cho mình cái file dev ra nha. Chúng ta có một cái ở trong này các bạn này, đây này. Các bạn lưu ý cho mình rằng là database của mình ấy mặc định mình đăng nhập với tài khoản root và mình không dùng có mật khẩu nha các bạn, thành ra rằng là nó kết nối ngon ơ luôn. Bạn nào dùng mật khẩu các bạn thay vào đây. Sau đấy các bạn để ý cho mình rằng là database của mình tên là todo app nha các bạn, tức rằng là cái tên này nó khi nó send code ấy nó sẽ tự động lấy cái tên ứng dụng của các bạn, nó sẽ cho vào đây. Thì khi mà các bạn chạy lên ấy mà chưa có database thì nó sẽ tự động tạo cho các bạn một cái database. Đấy chính là lý do tại sao mình có một cái database tên là todo app nha các bạn. Các bạn để ý cho mình rằng là mặc định nó sẽ tạo cho các bạn các table ở đây này. Chúng ta sẽ nhấn lại todo app nha. Nó sẽ tạo mặc định cho các bạn những cái table này. Các bạn thấy rằng là nó bắt đầu bằng cái register như thế này. Thì nó đã có một cái là phân quyền là user và quyền của người dùng. Thì đây gọi là nôm na về phía những cái table nó tạo sẵn cho các bạn nha. Thì các bạn thấy rằng là cái thằng npm cái gì budpackage.log was rendered to my bad with this. This version of npm is incompatible with log file version cái gì đấy ta. Tại sao mà nó lại như thế này nhỉ? Thì mình sẽ có vẻ như rằng là nó đang cố gắng chạy lại à? Hơi vô lý nhỉ? Mình sẽ nhấn Ctrl C nha các bạn. Mình nhấn Ctrl C để cho nó back ra này. Thì bây giờ thì thay vì vậy các bạn sẽ gọi cho mình câu lệnh là mv
W như các bạn đây, MVNW đấy, enter. Thì bản chất của câu lệnh này đây chính là mình sẽ cần phải tắt cái con này của chúng ta đi. Các bạn nhấn vào cái đây này, các bạn sẽ có một cái pop up, các bạn sẽ nhấn vào đây cho nó tắt này. Đấy, mình sẽ kill cái ứng dụng của chúng ta đi. Đây, nó gọi là nó tắt rồi các bạn này. Tức là các bạn stop ứng dụng đi nha. Thì cái câu lệnh mình vừa gõ ở đây đây chính là nó sẽ dịch lại code con Java cho chúng ta, và sau đấy nó chạy lại câu lệnh npm install cho các bạn. Tức là câu lệnh này là nó giống như là dịch code đấy các bạn. Chúng ta phải build ứng dụng đúng không? Thì câu lệnh này giúp các bạn có thể dịch code và build ứng dụng luôn. Thì việc mình nhấn như vậy thì nó đảm bảo chắc chắn một điều rằng là nó chạy giống hệt như quá trình lúc nãy chúng ta chờ ấy. Chỉ có điều khác biệt rằng là chúng ta sẽ cần phải sửa cái file này. Đây, mình sẽ sửa. Thì ở đây thì tại sao nó đang download cái gì nhỉ? Chúng ta 2,2 main download form center. Cái gì đây? Maven cái gì đây? Nói chung rằng là dùng công cụ đôi khi nó khổ vậy đấy các bạn. Các bạn nếu mà các bạn tự code ấy, thì các bạn kiểm soát từ A đến Z. Tuy nhiên rằng là khi mà các bạn dùng sẵn ấy, thì chúng ta phải follow cái rule luật chơi của nó. Nó có đều là một cái trade-off thôi. Các bạn muốn gọi là code của nó đã ngon sẵn rồi thì các bạn sẽ cần phải như thế này. Các bạn muốn tự làm thì các bạn phải như thế kia. Thì đây gọi là chúng ta phải chấp nhận một xíu nha. Tuy nhiên rằng là mình đảm bảo với các bạn một điều rằng là thành quả chúng ta nhận được với các bạn, tí tí nữa mình sẽ show cho các bạn thấy thành quả, thì nó gọi là amazing luôn. Rồi, ở đây thì các bạn thấy rằng là nó đang cài đặt rồi này. Đây này, bây giờ nó đến cái giai đoạn gọi là check front end các bạn này. Đây này, chúng ta đã cài đặt thành công rồi này. Bây giờ nó gọi là running câu lệnh là npm install, nó giống hệt lúc nãy thôi. Tuy nhiên nó khác một chút, đây chính là lần này nó sẽ chạy nhanh hơn chắc chắn luôn, bởi vì rằng là lúc nãy chúng ta đã cài đặt hết các thư viện rồi. Lần này thì nó chỉ khác cái thằng webpack thôi, nó sẽ check một xíu nha các bạn. Các bạn sẽ chờ một xíu cho nó check nha. Để mình nhớ xem rằng là ngoài thằng webpack, à mình đi làm với các bạn mình cần phải sửa cả cái mình ngoài thằng webpack này này. Mình cần phải sửa cái thằng nào đấy nhỉ? Mình đi làm thì mình phải sửa hai cái package liền, tức rằng là mình build lên server ấy thì mình phải sửa thêm, mình nhớ không nhầm rằng là mình phải Google để mình sửa một cái package có tên là Workbox đây các bạn này. Mình phải nâng cái version của nó lên. Lý do bởi vì rằng là khi lên server các bạn thằng webpack ấy nhá, các bạn chỉ cài mình thằng webpack thôi CLI này. Tuy nhiên rằng là bên trong cái gọi là các bạn mở cái file package.json ra, các bạn sẽ mở cho mình cái file package.json, các bạn mở cho mình cái file package.json này, các bạn sẽ search cho mình cái từ là webpack CLI CLI đấy. Rồi các bạn enter nha. Đây này, các bạn để ý cho mình rằng là dependency của nó đây, mình sẽ cần phải tìm chính xác cái thằng này, tìm chính xác luôn. Enter enter sao nhỉ, node module a còng của chúng ta chính rằng là webpack CLI mà, chính xác rồi. Mình sẽ tìm sorry các bạn nha, mình nhớ Ctrl Z. Rồi CLI rồi, mình nhớ rằng là peer dependency webpack đây. Các bạn lưu ý rằng là khi mà các bạn cài đặt thư viện này ấy, thì nó cài đặt cái đống sheet này nữa các bạn này. Thì đôi khi ấy, cái đống sheet này gây ra lỗi các bạn, nó là một vấn đề. Tức rằng là chúng ta cài đặt thư viện nhưng mà những cái phụ thuộc của thư viện đấy lại gây ra lỗi. Thì đây gọi là câu chuyện đi làm nha các bạn. Thì khi nó gây ra lỗi giống như rằng là khi lúc nãy các bạn chạy câu lệnh ở trên này các bạn này. Chúng ta chạy câu lệnh mà tự dưng nó lỗi này này. Mình phải Google nha các bạn đây này. Ở đây thì mình không kéo lên được nhỉ. À đây. Đây các bạn thấy rằng là câu lệnh của chúng ta nó lỗi này, unable to load cái mà a còng webpack CLI cái thư viện này các bạn này, là do thằng webpack nó cài đặt nha các bạn. Tức là chúng ta không cài đặt thư viện này mà khi quá trình các bạn sử dụng thằng webpack nó cần thư viện này, mà trong khi rằng là cái version nó cài đặt cho chúng ta nó lại bị lỗi các bạn. Đây chính là do thằng webpack nó upgrade thôi, chúng ta phải follow rule của nó. Thì mình phải Google lên, gọi là lên GitHub đọc thì mình biết rằng là thằng webpack bắt buộc chúng ta phải upgrade cái version của nó lên. Đây chính là lý do tại sao mà mình đã có cái này nha các bạn. Thì đây chính là lý do tại sao mình đẩy cái version này lên thôi. Thì ở đây thì chẳng hiểu tại sao mà nó lại đơ rồi. Chúng ta có câu lệnh npm install mà có vẻ như rằng là nó hơi hơi ban căng nhỉ. Thì chúng ta sẽ gọi là kiên nhẫn một xíu nha các bạn. Gọi là muốn có thành quả thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn một xíu nha. Sau một hồi cài đặt thì các bạn thấy rằng là sau khi mà chúng ta fix được một cái lỗi thì nó lại đẻ ra một cái lỗi khác nha các bạn. Lần này thì nó có một cái lỗi history này như thế này. Thì bản chất của cái lỗi này thì hôm trước khi mình cài đặt cái này các bạn thì mình cũng lại phải đi Google và fix thôi. Các bạn may mắn rằng là có mình ở đây. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ search cái gì? Các bạn sẽ gõ cho mình là npm history nha. Các bạn sẽ cài đặt thêm một cái packet là history. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ cần phải cài đặt version khác nha các bạn. Cái gọi là cái lỗi này xảy ra rằng là do thằng React Router nó update version các bạn ạ. Thì ở đây các bạn để ý cho mình rằng là chúng ta sẽ cài đặt cho mình cái version gọi là 4.10.1 nha các bạn. Thì việc các bạn dùng cái gọi là history 4.10.1 thì nó sẽ tương thích với React Router DOM version 5. Còn nếu mà các bạn cài đặt cái version gọi là version 5.2.0 ấy thì nó sẽ tương thích với cái thằng React Router version 6 nha các bạn. Các bạn sẽ nhấn vào cái readme đây các bạn này. Đây này. Đấy các bạn thấy rằng là đây này. Đấy các bạn đọc ở đây các bạn sẽ thấy rằng version 5 thì sử dụng cho cái thằng React Router 6. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải dùng cái version 4 nha các bạn. 4 thì nó sử dụng thằng 5. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái version là 4.1.0.
các bạn sẽ cài đặt cho mình một cái như thế này, chúng như là npm install /save, chúng ta sẽ là /save và các bạn /save và các bạn sẽ cho mình -exact thì chúng ta sẽ cài đặt chính xác cái thằng history và các bạn sẽ cho mình một cái version là 4.10.1 đấy, chúng ta sẽ cài đặt thằng này, chúng ta sẽ copy thằng này nha các bạn sẽ copy cho mình đấy. Rồi, chúng ta vẫn ở cái terminal này nha các bạn, chúng ta vẫn ở cái terminal này thôi và mình sẽ nhấn enter. Lần này thì mình cài đặt một cái package thì 100% nó sẽ nhanh nha các bạn, nó không phải là câu lệnh là npm i đâu. Khi mà các bạn gõ câu lệnh npm install ấy mà các bạn không cài đặt cái package ấy, thì nó sẽ hơi lâu một chút. Thì có vẻ như rằng là một phần cũng do cái mạng internet của mình này các bạn thấy rằng là mình chỉ cài đặt một cái package thôi. Tuy nhiên rằng là nó lại bị đứng như thế này, mình sẽ nhấn enter một vài cái xem nào. Đấy, thì nó có vẻ như rằng là nó đang chạy đấy các bạn. Thì như vậy thì các bạn sẽ chờ một xíu nhé, chúng ta đã gọi là auto đây này, các bạn thấy rằng là nó gọi là replace cái thư viện này các bạn này, mặc định nó cài cái version gọi là 5.2.0 thì nó tích hợp với thằng React Router DOM, chúng ta gọi là cài đè lên cái version gọi là 4.10.1 nha các bạn. Thì như vậy thì nó mới giải quyết được cái vấn đề của chúng ta nhá. Các bạn thấy rằng là cái bọn làm thằng Jester ấy, nó gọi là nó focus vào cái core của nó cơ, tức là nhiều cái tính năng nó làm cho chúng ta rồi. Tuy nhiên rằng là việc mà các thư viện thay đổi thì các bạn giống hệt như rằng là câu chuyện thằng Node.js, cái version nó nâng lên ấy, thì thư viện nó thay đổi theo, thành ra rằng đôi khi chúng ta kéo về chúng ta bị lỗi. Thì khi chúng ta có lỗi thì chúng ta cũng cần phải bình tĩnh, chúng ta phải Google, sau đấy thì chúng ta cài đặt thôi. Các bạn nếu mà các bạn cài version mới nhất thì nó sẽ hạn chế lỗi, tuy nhiên rằng là các version cũ ấy, đôi khi các bạn đi làm ấy, thì có những lỗi thì các bạn sẽ cần phải nghĩ xem làm sao để fix nha. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng thì nó đã cài đặt xong rồi nha các bạn thấy rằng là mình đã thêm được cái package của mình vào rồi. Thì ở đây thì mình sẽ gõ câu lệnh là npm start nha các bạn, mình sẽ xem rằng là liệu rằng lần này nó có lỗi nữa không nha các bạn. Thì cái lần đầu tiên các bạn khi mà nó chưa gì được code ấy, cũng như rằng là chúng ta thay đổi thì nó mới lỗi như thế này thôi. Thì từ lần sau các bạn cài đặt ấy, thì nó easy hơn rất là nhiều. Thì bây giờ thì mình đã chờ cho cái thằng webpack của mình lên nha các bạn thấy rằng là cái server của chúng ta trên cổng gọi là 8080 nó đã chạy rồi các bạn này, về phía backend của chúng ta ấy. Thì nếu như rằng là mình mở cái file package.json ra đấy, các bạn thấy rằng là ở đây các bạn sẽ để ý cho mình rằng là mình đã cài đặt một cái package có tên là history. Mình sẽ gõ cái history Ctrl A history đấy. Đây các bạn thấy rằng là mình đã cài đặt một cái package có tên là history rồi nha. Rồi thì cái thằng webpack của mình nó đang chạy lại rồi. Các bạn lưu ý một điều rằng ấy, cái quá trình lần đầu tiên các bạn chạy này thì nó sẽ cần phải bundle code của các bạn sẽ thấy được sức mạnh của thằng webpack ấy. Thì các bạn sẽ cần phải chờ một xíu để cho nó load, để cho nó gọi là load cái tất cả những cái file của chúng ta, nó sẽ cần phải compile lại. Thì nó sẽ chờ một xíu để cho nó gọi là nó dịch code của chúng ta này. Thì nó đang chạy thì chúng ta lại chờ thôi. Cái này gọi là các bạn phải chấp nhận một điều rằng là chúng ta đang chạy web update này, thì nó sẽ cần phải take một tốn một chút thời gian. Thì cái lần đầu tiên các bạn chạy thì lúc nào nó cũng vậy các bạn. Thì kể từ lần đầu tiên các bạn chạy thì lần sau các bạn thay đổi code thì nó sẽ cập nhật giống hệt như rằng là các bạn code bình thường thôi. Thì trong khi mà chờ nó gọi là cài đặt ấy, thì mình sẽ giải thích một chút về cấu trúc project cho các bạn thấy rằng là thứ nhất ấy, cái gọi là đống code backend của chúng ta nó sẽ nằm trong cái thư mục Java đấy các bạn này. Cái đống code về phía frontend của chúng ta nó sẽ nằm trong thư mục web app. Cái gọi là cái resources, tức là các bạn sẽ config những cái tham số môi trường, các bạn sẽ config ở đây. Còn cái thư mục Docker này gọi là nó hỗ trợ các bạn gọi là cấu hình Docker thì nó sẽ vào đây nha các bạn. Thì đây gọi là cấu trúc của nó này. Thì khi mà các bạn đọc code về phía frontend của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ đọc ở trong này các bạn này. Đây chính là code của chúng ta, nó sẽ nằm ở trong này các bạn. Đây này, những cái thư mục của chúng ta nó viết ở đây các bạn. Còn bên phía backend của chúng ta đây các bạn sẽ để ý cho mình này. Thứ nhất rằng là cái domain này để chính là nơi các bạn định nghĩa các model, chúng ta sẽ định nghĩa ở đây nha các bạn. Thứ hai, cái thư mục là gọi là repository, tức rằng là nơi các bạn chọc xuống DB các bạn sẽ viết ở đây này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ viết một cái tầng nữa là tầng service, trước khi chúng ta chọc xuống DB thì chúng ta sẽ viết là service. Các bạn hình dung rằng là nó sẽ theo thứ tự như thế này các bạn này. Nó sẽ có một cái thư mục đấy chính là thư mục web, có một cái thư mục đấy chính là REST, thì chúng ta sẽ viết tất cả những cái gọi là controller chúng ta sẽ viết ở đây nha các bạn, trong cái thư mục này này. Thì thứ tự chạy là như thế này nha các bạn, từ phía React các bạn sẽ gọi vào cái gọi là gọi vào phía controller là nằm trong cái này. Thì trong phía controller nó sẽ gọi đến thằng service chỉ làm nhiệm vụ là forward thôi, nó sẽ gọi tiếp đến thằng repository để chạy xuống DB. Thì đây chính là cái mô hình hoạt động của thằng Java Spring nha các bạn sẽ cần phải theo từng lớp một. Thì đây chính là gọi là cấu trúc của thằng Java nha các bạn, và cái này là cấu trúc thằng React. Thì chẳng hiểu tại sao mà cái con của mình nó lại đứng đơ rồi, mình sẽ cần phải xem rằng là mình không tốn quá nhiều tài nguyên, cái memory của mình mới dùng có 80% thôi. Tuy nhiên rằng là thằng webpack của mình méo hiểu tại sao đây rồi. Cuối cùng thì nó cũng đến cái gọi là cái bước gọi là dịch code đây các bạn này. Các bạn sẽ chờ mình một xíu nha. Đây này, mình sẽ nhấn enter để cho nó gọi là nó, các bạn thấy rằng là build module của chúng ta nó đang đứng này, modules của chúng ta đang đứng ở 0% này.
web back starting khá chỉ là lâu, không hiểu tại sao, có vẻ như rằng là do mình vừa quay video đấy các bạn, thì bây giờ nói chậm vậy thì các bạn sẽ cần kiên nhẫn một chút nha. Người ta có một cái câu đấy chính là be patient. Thì cái lần đầu tiên các bạn chạy, bạn nào mà muốn gọi là nhanh hơn mình ấy, tức rằng là ngay từ đầu các bạn sẽ đổi cho mình một cái, đấy chính là ngay từ đầu ấy các bạn sẽ vào đây này, các bạn sẽ cài đặt sẵn, các bạn sẽ thêm vào firebase.json cái thư viện này. Đồng thời thì cái thằng webpack CLI, cái thằng webpack CLI đó nha, chúng ta các bạn đổi cho mình thành cái 4.9.1, các bạn chỉ cần sửa hai cái đấy. Nếu mà ngay từ đầu chúng ta sửa cái này, chúng ta cài đặt ngay từ đầu ấy, thì chúng ta không phải chờ đợi đến bây giờ đâu các bạn. Thì mình sẽ chờ một xíu, thì đây tại sao mà nó lại đứng im rồi. Thì méo hiểu sao có vẻ như đây, bây giờ thì nó mới chịu chạy cho mình các bạn này. Build mình vừa thấy nó nhảy lên 69% này. Đây thì có vẻ như rằng là đến 69% thì nó muốn đứng lại đây các bạn ạ. Thì 69% thì méo biết khi nào nó mới chạy là 100% các bạn này. Thì nếu mà chúng ta chạy thành công, nó sẽ bắn ra cho các bạn một cái pop-up ở đây để chúng ta biết được rằng là thằng webpack của chúng ta nó build thành công các bạn ạ. Ở đây thì đã đến 100% rồi, chúng ta đã build được 100% rồi. Rồi thì trong lúc nó đang chạy thì mình sẽ chờ cho nó 100% và mình sẽ chạy lại cái con của chúng ta. Đây các bạn thấy rằng là chúng ta đã xong. Đây nó hiện một cái warning thì kệ nó nha các bạn. Đây các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta chạy thành công ấy, chúng ta được cái này rồi này. Thì khi mình đi làm với các bạn thì mình cũng fix được cái lỗi này cơ, mình bỏ được cái warning nữa cơ, tức rằng là mình còn fix được cái lỗi đấy. Tuy nhiên là ở đây thì mình không đổ than cho các bạn, mình chỉ giúp các bạn gọi là fix được cái lỗi hai cái lỗi mà thư viện để cho cái thằng webpack của chúng ta chạy lên. Ở đây thì mình sẽ cần phải chạy cái con gọi là cái con backend của chúng ta lên, các bạn sẽ chờ một xíu để cho nó chạy lên này. Thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn các bạn, làm cái gì cũng vậy, các bạn muốn mà có thành quả ấy, thì bắt buộc các bạn phải kiên nhẫn nha. Rồi thì nó đang come on baby, nó đang chạy lên rồi, con baby của chúng ta nó đang chạy lên các bạn này. Thì nếu như rằng là các bạn dùng cái thằng chúng ta dùng thằng Node.js, chúng ta dùng cái thằng SQLite để dùng cái ORM, đối với cái thằng thằng Java ấy, nó dùng một cái là Liquid Base nha các bạn. Liquid một kiện mà giúp các bạn của database, thì chúng ta dùng cái thằng Liquid Base. Các bạn thấy rằng là nó đã chạy lên cổng 8080 rồi. Thì để sử dụng ứng dụng của chúng ta sẽ vào cái cổng gọi là localhost cổng 9000 nha các bạn. Rồi thì đây chúng ta đã lên được cái version của chúng ta rồi nha các bạn. Thành quả của chúng ta bao nhiêu cái cài đặt thì cuối cùng nó đã lên rồi. Các bạn thấy rằng nếu các bạn chuyển qua tiếng Việt, các bạn sẽ nhìn thấy rằng wow, chúng ta đã sang tiếng Việt rồi nha các bạn. Và các bạn chuyển sang tiếng Anh, wow, nó đã sang tiếng Anh rồi. Thì để sử dụng như các bạn sẽ login bằng admin và cái password là admin. Các bạn muốn login là user ấy, nó phân quyền các bạn, thì các bạn sẽ gọi là vào user nha. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào cái các bạn thấy rằng là sign in hoặc là register này, mình sẽ nhấn vào sign in để mình có thể gọi là mình sẽ vào cái admin nha, mình sẽ vào admin. Admin mật khẩu của mình cũng là admin luôn. Đấy, rồi và mình sẽ nhấn nút sign in các bạn này. Thì các bạn sẽ chờ một xíu. Wow, chúng ta đã vào giao diện của thằng admin rồi. Và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái ví dụ như là entity nó đang trống này, chúng ta sẽ vào cái này, chúng ta vào cái này. Các bạn sẽ fix như thế này thì nó sẽ không trống này. Các bạn biết rằng là cái entity ấy, các bạn sẽ cho mình một cái đấy chính là nó cần phải check quyền. Ở đây thì mình sẽ cần phải mở DB của mình lên, mình sẽ vào lại cái thằng user đấy các bạn này. Các bạn sẽ nhấn vào cái to do app của chúng ta nha. Chúng ta có các bảng như thế này. Ví dụ như rằng là trong quyền này các bạn này, ở đây thì mình sẽ cần phải vào cái quyền của chúng ta để chính là role admin, role user và role user. Ở đây thì chẳng hiểu sao mà đối với thằng user của chúng ta, admin có một cái chúng ta sẽ xem rằng là có những thằng user nào nào. Chúng ta có thằng admin này các bạn này, có một thằng admin, chúng ta có một cái rằng là chúng ta sẽ cần phải xem rằng là active reset key, ngôn ngữ của nó rằng là tiếng Anh, chúng ta active là một, chính rằng là ID của chúng ta đâu, thằng admin là bao nhiêu nha. Thằng admin ID là một và chúng ta có một cái rằng là quyền. Quyền của nó là admin và user, chính là cái thằng này, chính là admin. Quyền của chúng ta ID là một, role admin, role user. Tại sao mà cái này của chúng ta mình sẽ cần phải refresh lại cho nó entity, tại sao mà cái entity nó lại không lên nhỉ? User matrix các bạn này, chúng ta có quyền này, các bạn thấy rằng là nó đã làm hết cho các bạn rồi. Đây này. Các bạn thấy rằng là ví dụ về cái chức năng mà thêm sửa xóa, các bạn có thể thêm sửa xóa ở đây. Thì để cái entity này, đây là một cái bug mà các bạn sẽ cần phải fix thôi, tức rằng là chúng ta sẽ cần phải sửa chứ đây chỉ là một cái ứng dụng bay lên thôi. Thì ở đây thì mình sẽ sửa nó nha các bạn. Các bạn biết để sửa cho nó, các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là các bạn sẽ search cho mình một cái là private, các bạn sẽ search là control P nha. Đây, chúng ta sẽ vào cái private RAM nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái việc check quyền đi, chúng ta sẽ là check authenticate, mình sẽ cần phải vào cái này, mình sẽ đây. Chính là cái hàm này của chúng ta, not or do not have an any. Mình sẽ mở cái file app chấm cái này xem là chúng ta có một cái hàm, mình nhớ rằng là nó có một cái hàm để nó check xem cái entity vào cái app route của chúng ta nào. App route chúng ta vào cái đống sheet này, nó sẽ cần phải load able chúng ta đây, chúng ta authorize đây này, nó sẽ cần phải check quyền.
Tức rằng là nếu mà các bạn vào những cái round mà liên quan đến entity, nó cần phải check quyền này, các bạn này have any, đây cái hàm này các bạn này chính xác là cái hàm này. Rồi thì mình sẽ cần phải check cái hàm này xem nào. Cái hàm này là nó viết ở đâu ta? Thì cái hàm has any OC right đây các bạn này. Mình sẽ search luôn trên cả cái dự án của chúng ta xem rằng là nó viết ở đâu. Private route đây, chúng ta sẽ có đây. Chính rằng là các bạn sẽ mở cho mình cái gọi là cái file private route các bạn, và bên trong này này, các bạn sẽ mặc định cho mình, các bạn sẽ comment lại đúng này, mặc định các bạn sẽ trả ra cho mình là return true. Đấy, rồi. Ở đây thì mình comment hơi quá tay các bạn ạ. Các bạn xóa cái mình cái này. Đấy, rồi. Mặc định chúng ta sẽ return true thì cái thằng React của chúng ta nó không phân quyền nữa nha các bạn, tức rằng là kệ nó. Đây. Các bạn sẽ nhấn enter cho nó gọi là nó compile lại code các bạn này. Code của chúng ta chạy lại rồi. Và bây giờ mình sẽ quay lại nha các bạn sẽ để ý cho mình cái entity, mình sẽ reload nha các bạn, entity của chúng ta này. Có vẻ như rằng là entity, cái gọi là header entity của chúng ta, tại sao mà mình sẽ cần phải log out ra nha các bạn. Rồi, mình sẽ login lại nào. Login của chúng ta đây chính là admin. Rồi, chúng ta sẽ sign in nè. Đóng nào, entity never, entity. Chúng ta entity ở đây à? Mình sẽ cần phải check lại cái header nha các bạn. Header. Header.typescript, mình sẽ xem rằng là toggle, chúng ta có prop đây, à chúng ta có một cái là account menu is authenticated, chúng ta có mà prop.entity menu chúng ta có, mình sẽ cần phải xem rằng entity menu là cái gì. Chúng ta có một cái warning entity, có vẻ như rằng là what the hell, cái thằng này nó không có entity, trời ạ. Tức là chúng nó không generate một cái thực thể, bởi vì rằng là chúng ta đang gọi là generate code mẫu đấy các bạn, đấy chính là lý do tại sao mà nó không có một cái entity ở đây. Thì ở đây thì nó mặc định nó là rỗng đấy các bạn, cái này nó là rỗng đấy. Sau này thì trong các video tiếp theo mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ gọi là generate model của chúng ta nha, thì khi đấy nó sẽ không rỗng đấy nha các bạn. Rồi thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ xem là chúng ta đổi những file nào nha các bạn. Mình sẽ gọi là mình sẽ back code nha các bạn không phải sửa cái này đâu. Đấy, rồi đấy. Thì tạm thời chúng ta chứ lên được cái ứng dụng như vậy rằng là nó ngon rồi nha các bạn. Ok con dê chưa? Đây này. Ứng dụng của chúng ta đã lên rồi đấy các bạn này. Hôm sau thì các bạn yên tâm rằng là nó cũng giống tương tự như thế này thôi. Các bạn xem view này, nó đã làm sẵn cho các bạn rồi này. Các bạn xem một cái edit này, các bạn thấy rằng là nó đã lấy sẵn cho các bạn rồi này. Đây này, các bạn sẽ nhấn delete chẳng hạn, nó sẽ xóa các bạn này. Đây này, các bạn thấy rằng là nó đã làm hết cho các bạn rồi. Nếu rằng là về một cái ứng dụng gọi là CRU đây thì nó đã gọi là ok con dê rồi các bạn, thì nó đã làm hoàn chỉnh rồi nha. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã cài đặt thành công cũng như rằng là chúng ta đã chạy được ứng dụng rồi nha. Nếu mà các bạn inspect lên này, các bạn để ý cho mình này, các bạn sẽ chuyển qua tab network ấy. Mỗi một lần các bạn refresh lại, các bạn thấy rằng là nó sẽ gọi một cái gọi là account, và các bạn sẽ để ý cho mình rằng là nó đã dùng một cái JWT đấy các bạn này, thì nó đã làm hết cho các bạn rồi nha. Thì như vậy rằng là chúng ta đã cài đặt thành công cái này rồi. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chữ comment ở dưới video để cho mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.